Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hai trống xong. Con mái hai. Con trống ở đứng đầu ngọn kìa. Nhưng con trứng đầu ngọn. Nhưng có con mái ở dưới nữa. Con trống đứng đầu ngọn kìa, sắp sửa mày. Đá đi con. Bây giờ mà kêu trứng cu nó bay đi đấy. Đá đi con. Đừng mở biến. Anh Hải thả luôn đi anh Hải. Thả luôn đi anh, thả ở đấy luôn đi anh. Nhìn em thả cái này. Anh Hải, thả đây. Mua con bít về anh chơi, xong cái anh không có lọc, anh đi mua cái lọc. Dạ. Và anh đánh mà kiểu như không có được, như ý mình đúng không? Dạ. Làm tự tay mình ra, mình chế nó khuyết điểm chỗ này, khuyết điểm chỗ kia, anh chế ra riết tác phẩm bây giờ. Mà nó cũng mang cái giá trị là thẩm mỹ nè, và thậm chí là có thể sưu tầm được nữa. Tại vì cái sừng này từ ở châu Phi nhập về. Nếu mà những cái gọi là chất lượng như thế này chắc xài chắc lâu lắm. 20 mấy, gần 30 năm nay rồi. Trời ơi, gần 30 năm nay luôn. Mà ngày xưa anh làm cái này bằng gỗ á nha. Gỗ nó bị mục hết luôn, anh vẫn thay được lại cái này bằng... Giống như là một cái cần câu đi, nó giống vậy đó. Và cả một nghệ thuật rất là khó để mà dụ được con chim nó tới ha các bạn ha. Đây đầu tiên cái lụp nó vô là vậy. Mình thấy con chim này nó nhảy xuống đây nó đá, sập xuống đây cái là sập liền. Đem vô bàn để... Ngồi bàn hả? Mình ngồi bàn đi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hồi nãy các bạn vừa thấy trên màn hình chú chim này... Mình nghĩ chú chim này chắc cũng ít người biết. Nó là con chim ốc mít ha. À, nó ăn chuối, ăn đồ mà nó kêu chít 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 rất là đẹp. Nó có cái đầu đỏ, nó giống như con gì ta, giống khá bảnh hả, giống con lửng mật các bạn. Lửng mật thì cái trên đầu nó màu trắng ha, còn con chim này thì cái đầu cái chớ của nó là nó màu đỏ đó. Con chim này kêu chít chít cũng rất là dễ thương, ăn chuối nè. Thấy là cho ăn chuối, với lại anh Hải cho ăn chuối với uống nước thôi. Nó có ăn cám gì không anh? Có cám á. Có cám. Có ăn cám á. Là cho nó ăn cám gì anh? Cám hút mật á. Cám của hút mật. Cám của hút mật. Giờ chuyên ốc mít cũng có cám rồi. Rất là dễ thương, kêu luôn. Nhưng mà đây không phải là chủ đề chính của clip ngày nay đâu. Clip ngày nay có vô cái tiểu này nè. Anh Hải thì cái này là mình nói đúng là nghệ nhân luôn nha các bạn. Môn nào anh cũng làm, tự tay làm, rất là tỉ mỉ và bàn tay rất là khéo léo, tự tay làm hết luôn. Đây là những cái bộ lụp của anh làm, nhìn vô là khác hẳn, gọi là cái gì ta, hàng chợ mà các bạn đi ra những cái tiệm chim các bạn thấy người ta bán thì nó cái này nó khác hẳn luôn. Thì mình sẽ vô đây mình nhờ anh Hải anh chia sẻ cái đam mê này cũng như là phân tích ra. Rất là mấy này đánh khoen ha, đánh khoen ốc mít rồi. Ốc mít á, ốc mít á. Đó, đẹp chưa các bạn? Tất cả những cái khung này rồi kẽm này là này chắc inox ha. Inox là anh đi tay hết hả? Đi tay hết. Thì cái này xuất phát chắc cũng lâu rồi ha. Đúng rồi em. Từ ngày còn trẻ anh còn trẻ. Yêu thích ha. Yeah. Rồi mình cơ duyên nào mình bắt đầu mình những cái thao tác đầu tiên để làm cái này nó đến từ đâu anh? Ngày xưa đó anh chơi ốc mít, yeah. Chơi chim, anh đi chích trà than luôn. Anh đi xuống Bến Tre, xuống đánh chích trà than, rồi anh mua cái lụp chợ. Yeah. Anh đánh anh thấy khó chịu quá. Yeah. Cái anh về anh mới chế ra cái lụp. Yeah. Anh chế ra cái lụp đầu tay, anh chế ra anh chơi từ từ, cái anh thấy đúc kết lại từng chi tiết một. Anh thấy muốn hoàn thiện chỗ này, hoàn thiện chỗ kia. Yeah. Thì đến bây giờ nó cái này là cái hoàn thiện cuối cùng, đến bây giờ mới xuất xưởng đây. Mới xuất xưởng luôn. Này là mới xuất xưởng. Đó là anh hoàn thiện từ từ nó ra cái gì. Thì lúc đầu là mình cũng làm để mà mình đi trải nghiệm, trải nghiệm mình thôi. Yeah. Thì là cái lập đầu tiên là dùng để đánh chim nào anh? Lập đầu tiên là anh đánh ốc mít. Anh đi mua con ốc mít. Mua con ốc mít về anh chơi, xong cái anh không có lụp, anh đi mua cái lụp. Yeah. Và anh đánh mà kiểu như không có được, như ý mình phải không? Yeah. Cái mình muốn làm tự tay mình ra, mình chế nó khuyết điểm chỗ này, khuyết điểm chỗ kia, anh chế ra riết. Anh thấy chỗ này chắc không được, anh làm cho nó được, riết nó thành ra cái tác phẩm bây giờ. Hình như cũng thành cái nghề luôn. Đúng rồi. Yeah. Rồi bây giờ là coi như là lụp lớn nhỏ gì, đánh chim nào thì mình cũng làm được hết luôn, được tùy hết. Con thôi. Yeah. Thì làm cái lụp này có cái điều lưu ý gì không anh? Có cái lỗi nào dễ mắc phải không? Cái lỗi mắc phải là cái bộ cầu nhảy là thí dụ đi,
bây giờ nhiều khách hàng thích, nhiều nghệ nhân thích chơi một cái lụp, tại vì để đánh nhiều loại chim thì con chim út mít nó nhỏ quá, thì làm cái cầu này nó nhẹ. Nó nhẹ thì muốn đem qua quýnh con chim lớn thì chim lớn ở trong nó nhảy rung rinh, cái này nó sụp. Còn con út mít nhảy lên nó không sụp. Đó, nó vậy đó, nên nó có những cái lỗi của cái độ nhạy, cái độ nhạy của này. Ví dụ mình muốn chơi chiên chỉnh chuyên là về út mít, là anh chỉnh chuyên về út mít. Không được qua cái loại khác. Loại khác là ví dụ mình phải cầm cái lục mình biết, biết chỉnh thì ok. Còn còn những người mà nghệ nhân mà kiểu không biết chơi lục, biết chơi chim thôi thì qua đây thì nó hơi khó. Mình chỉ nhiều khi cũng cực xíu, tại vì con chim nhỏ thì cái này nó nhẹ thì mình chỉnh nhẹ, thì con bỏ con chim lớn vô, con chim lớn nó nhảy cái này nó phải động, động thì cái này sụp. Nó có những cái như thế. Còn thí dụ mình chỉnh nặng quá thì con chim nhỏ nó nhảy lên không sụp. Còn cái con chim con, cái con chim mồi ở bên trong á, là nó nếu mà mình chỉnh nó nhạy quá, nó nhảy qua nó lại là nó sụp liền. Còn con ốc mít thì nhảy không sao. Ví dụ bây giờ cái này mà mình bỏ con hít cô vô đi, cái này quýnh luôn tới hít cô được. Quýnh tới con chim vàng nghệ á, con chim vàng nghệ nhảy thì cái này nó sụp. Nhưng mà thí dụ anh chỉnh nặng xuống á, thì lúc mà người ta quýnh con ốc mít á, không biết, mình chỉnh đơn giản lắm. Em chỉ cái này, em chỉ cần bẻ sâu xuống nè. Là cái này nó gài sâu xuống thì nó nặng. Còn bẻ lên là nó nhẹ tí xíu là con mít. Cái lẫy nằm ngay đây nha các bạn. Cái lẫy nằm ở đây, mình bẻ lên bẻ xuống đó. Cũng như lên xuống vậy nè, nhẹ nặng là nó tùy vô cái này nè. Đây, con chim sẽ đậu đây. Đó là bụp liền. Rất là nhạy luôn. Thì đó mình ngày xưa lúc em còn nhỏ em cũng lúc đó em cũng nuôi chim cảnh. Nhà lúc đó nhà ngoại trên Bình Nhâm á, cái mua con khoen về nuôi chơi xong mấy thấy người ta bảy bảy cũng chạy ra mua cái lụp chợ tiếu lắm. Còn nhỏ xíu nít mà ra mua, biết mua cái lụp nó hơi to, về thả con khoen vô rồi treo lên, treo vô đi vô nhà lấy ly nước ra uống, chim nó bay ra ngoài mất tiêu luôn. Tại cái nàng cái này nó bự quá, dành cho mấy con lớn. Xong rồi đi đánh khoen mà lát ra thấy con chim nó sạch đậu ở trên, nó bị dính rồi, mừng quá. Tưởng là bẫy được con khoen, ai ngờ ra con sâu xanh. Ra con sâu xanh, ở dưới là không có khoen, ở trong mình đâu có khoen đâu. Ở mình á là khoen dùng ở ngoài Ba Son với lại bên bên Cát Lái, bên mấy vùng đó là có khoen vàng. Ở Hà Nội thì khoen xanh. Thì hồi xưa nghe nói cái Ba Son có khoen chứ cũng giờ chắc không còn nữa đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ không còn đâu. Nhưng mà theo anh á thì nó ở độ cao như trong thú, anh cũng có nghe tiếng kêu á, nhiều khi là chim sẩy không chừng. Nó vô đó nó ở trên cao. Dạ đúng rồi, trên cao lắm. Khoen vàng với xanh anh thấy con nào hay hơn anh? Theo anh á thì tại vì mình thích á, là ngày xưa ở đây mình chơi khoen vàng không à. Mình đâu có khoen xanh đâu, khoen xanh từ Hà Nội kia, Đà Nẵng, Hà Nội đưa vô. Thì con khoen vàng ở đây hồi xưa quận 5 chơi thì toàn khoen vàng không. Là anh cũng thấy là nó cũng hay, xong sau này có vụ mà đi thi nè, con khoen xanh giờ nó kinh khủng quá. Nó chép tới trăm mấy chục mỏ. Đỉnh quá, anh thấy hết hồn. Bây giờ anh mới thấy sợ là cái vấn đề mà chơi bây giờ á, chơi khoen quá chừng một con mà chép trăm mấy chục, trăm ba luôn á, khủng luôn, khủng là chiến binh. Đúng trời, ngày xưa em á, lúc em nhỏ xíu á, em ra ngoài Lê Hồng Phong á phát cho cái đồ câu, bạn ngồi câu khoen 5.000 con. Ngồi canh câu mà trời, thấy mấy gọi là mấy đàn anh rồi mấy nghệ nhân đồ ngồi câu điêu luyện lắm, người ta ngồi người ta ngắm nghía rồi nha, xong rồi thọc vô câu chính xác, còn mình câu hoài câu không được, nó cứ chạy tới chạy lui. Người ta lựa là đơn giản, lựa con nào chép tiếng đôi đúng không. Chép tiếng đôi là dòng cổ về để nuôi trong lòng rộng, cái nào liếu đem ra. Mà bây giờ kinh khủng lắm, có cảm cảm dữ lắm. Bây giờ những cái nghệ nhân mà nuôi bây giờ là kiểu bằng hơn ngày xưa nhiều, tại vì giờ là những cái cám kích cám đồ dữ lắm, tiếp lực đồ vô. Đúng rồi, đúng rồi. Hay lắm. Bây giờ kiểu như tuổi trẻ thôi, bây giờ là tài cao nuôi chìm cứ dữ không, chứ không phải giống như mấy nghệ nhân già già xưa cầm cái lồng phải của Amman này kia. Amman cái gì hồi nói em cũng có chơi lồng cầu tre đó, cái gì quên, cầu dừa đó, chơi mấy đó. Còn bây giờ thì thứ nhất là công nghệ thông tin nó bùng nổ, rồi
gọi là chúng ta có thể giao lưu hoặc là tìm hiểu những cái thông tin từ nước ngoài trên mạng đồ. Đúng rồi. Cái cám chim các bạn trong đó là gọi là bí quyết không á, trong những cái vị trong đó là bí quyết không á. Bây giờ con chim cái thời gian nuôi nó ngắn lại, ngày xưa mình nuôi cả năm trời này kia mới liếu, bây giờ là lẹ lắm. Bây giờ có cám. Anh nhớ ngày xưa đi ra Lê Hồng Phong câu đi tìm khoang về nuôi, xong đi câu khoảng 5.000 con, 10.000 hay 5.000, 10.000 chứ. Thời mình như 10.000, 5.000 gì quên nè. Mình bỏ trong cái bịch giấy nè, đi về đường trời mưa. Trời ơi, thế mình quên đi, mình nó hơi lúc đó còn trẻ thôi, mình tắm mưa mình đi về cũng được. Mà mình che cái bịch lồng chim đi mình quên luôn, lát nó ướt nhẹp chim bay ra ngoài hết. Giấy. Xong rồi có một lần té xe nè, trời mưa cũng vậy, đi lựa chim về, chạy đang chạy thắng gấp quá té xe các bạn. Mà cái xe quăng đó không thèm lo chạy coi con chim nó có bị đè. Hồi đó vui rồi đó, chơi chim tiếu rồi. Mấy cái lồng này là mình cũng vừa làm vừa bán nha. Đúng rồi em, có khách đặt thì em làm. Dạ, nói chung là mình làm theo đơn đặt hàng thôi. Đơn đặt hàng. Dạ. Thì này chắc ở khu vực nào sử dụng nhiều anh? Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Dạ. Bình Định, đó những khu đó là mấy có anh có mấy khách hàng đặt thường xuyên. Dạ. Đây các bạn, đây là cái thứ nhất là những cái ưu điểm của cái lồng á, của cái lụp á, thì nãy anh Hải có nói rồi, có nghĩa là cũng cải biên từ những cái điều mà anh thấy chưa có hài lòng của cái hàng chợ mà nó có cái sản phẩm ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn thấy không, từ những cái chất liệu ví dụ như cái này là inox nè, cái này là đồng, và đặc biệt nhất trong đây á, là thường chúng ta thấy mấy cái này là bằng tre, bằng cây gỗ. Cây gỗ. Còn cái này là anh xài bằng chất liệu gì vậy anh? Anh làm bằng sừng trâu á. Sừng trâu. Ồ, rất là đẹp ha. Các bạn nhìn vô nó có gọi là một cái tác phẩm luôn á, nghệ thuật luôn á. Đây là sừng trâu đen nè. À, sừng trâu luôn nè các bạn. Sừng trâu đen. Và có cái thương hiệu, cái này là của anh ghi đây, Hải Gò Vấp luôn. 2003 là sản phẩm này của năm nay luôn. Đúng rồi. Dạ. Năm ngoái thì năm nay anh có cải tiến gì so với năm ngoái anh? Nó cũng vậy em ơi. Dạ. Chứ nó... Những cái này là cái gì anh sừng luôn á? Sừng, cái này là sừng bò châu Phi nè. À, nãy giờ em nhìn tưởng cái ống nước chứ. Cái này là sừng bò luôn. Sừng bò châu Phi đó. Là anh thao tác tất cả bằng tay hết luôn hả? Bằng tay hết á. Ồ. Chứ cái này là máy không có được. Có máy nhiều khi mình vẽ cắt cái này ra thôi. Dạ. Nói chung là cái gọi là cái phần thô bên ngoài thôi. Thô ngoài thôi. Nó rất là đều, rất là cân đối luôn ha, rất là đẹp luôn. Anh mấy cái này anh gọi là anh nhận đơn bao nhiêu tiền, anh có ngại chia sẻ không anh? Cái này thì nó mắc hơn thị trường nhiều lắm. Anh làm một cái như vậy 6 triệu đồng một cái. Dạ. Không thì em cũng hình dung được, tại vì các bạn thấy cái này nó không phải là một cái lụp bình thường hàng chợ, nó cũng không phải là riêng cho cái chuyện gọi là để đi đánh chim nữa, mà nó cũng mang cái giá trị thẩm mỹ nè, tác phẩm nè, và thậm chí là có thể sưu tầm được nữa đó. Thì ngoài Việt Nam mình là cái này, nếu mà bạn bè nước ngoài về là cũng có đem đi nước ngoài luôn ha? Có, đem đi nước ngoài. Yeah. Đem đi Úc Châu nhiều, anh làm cho Úc Châu nhiều. Ồ, Úc Châu cũng có chim để cho cái này nữa ta? Có trầu màu và có khoen luôn. Ôi, có luôn. Có luôn. Anh có thằng em bên bển nó chụp hình cho anh coi, con chim trầu màu nó bự hơn của mình. Dạ. Yeah. Làm cái lụp phải cao hơn, vậy anh làm anh gửi qua Úc nhiều á. Ồ, bên đó nó cũng được đi đánh chim giống mình hả ta? Chắc cũng có mùa. Anh có thằng em thì nó chia sẻ vậy, ví dụ như cái vườn dâu, vườn nho. Yeah. cái farm nho thì không cho đi đánh, nhưng mà chủ farm á, yeah, mướn mình vô bắt con chim đó. À, bắt con chim ăn nho đó. À, đưa cho chủ một ngày là bao nhiêu con vậy, chủ đem cái chủ farm khác thả. À, đem khác cho, như thí dụ như con chim nó dính trong lụp nó cũng sợ đi, nó không phá nho. Yeah, cái dạng vậy á. Thì hồi xưa thì thằng em nói vậy thì nó đặt ở đây, anh đưa qua anh bển, thời gian đầu khó lắm, khó khăn lắm, kiểu như anh làm này bằng gỗ. Yeah. Cái cầu trong bằng gỗ thì qua hải quan này nè, nó bắt là không cho gỗ nhập bên Úc, không nhận vô, tại vì sợ mình đem con mối còn một qua bển. Yeah, ăn hết rừng người ta, bắt phải đi làm cái giấy là khử mối một gì, nó mắc lắm. Yeah.
khổ lắm, hồi đó là đúng là khổ luôn, rất là cực khổ mà đưa cái lụm đi sang nước ngoài. Dạ. Mỗi lần mà xịt mối một á hả là cả 1-2 triệu đồng. Ừ. Mới cầm được cái tờ giấy đó đó. À. Mà cái lụm này mà hồi xưa nó đâu có đẹp như bây giờ đâu, mà bây giờ hồi xưa lúc đó là cách nay khoảng cả chục năm rồi đó. Dạ. Mà đưa qua bên bển một cái lụm mà cái tiền ship với cái tiền mà xịt mối giấy một, tờ các giấy thứ tờ, rồi cực lắm. Dạ. Sau này thì có mấy bạn đem đi bằng tay thì có thể được thì cũng đặt anh. Dạ, kêu dạng xách tay đi, xách có tay người đi. Nhà đi rồi qua cầm luôn. Nhưng mà sau này làm bằng mấy cái này nè nó còn khó hơn nữa. Dạ. Cái sừng này là nó kêu là động vật á. Dạ. Còn khó hơn nữa. Dạ. Nên mình là làm sau này là anh chỉ hàng lại thôi, hàng những cái nó thôi, qua bển người ta muốn gắn gì người ta gắn. À, đâu mình tháo cái nào rời anh? Anh không làm này. Dạ. Anh hàng cái này lại thôi, anh làm bằng sắt, bằng inox hết. Dạ dạ dạ. Bằng rồi qua bên bển người ta gắn cầu rời á thì được, chứ không có làm bằng cái sừng này còn khó nữa. Khó đi hơn nữa. Tại vì cái sừng này từ ở châu Phi nhập về nè. Dạ. Nhập về Việt Nam mình. Nên anh đem nó đem cho mình làm thôi, người khách cứ đưa mình thì mình làm. À cái này là gọi là đặt riêng, khách đặt đưa riêng. Nguyên liệu cho anh làm. Nguyên liệu đúng rồi. À. Anh đã làm theo ý của cô khách, quá dữ luôn. Những cái lụp này là em nghĩ chắc tuổi thọ nó chắc cao lắm. Đúng rồi em. Nếu mà những cái gọi là chất lượng như thế này chắc xài chắc lâu lắm. Đúng rồi. Một cái mà anh biết là xài được khoảng bao lâu anh? 20 mấy, gần 30 năm nay rồi. Trời, gần 30 năm nay luôn. Một mà cái ngày này. Xưa, ngày xưa anh làm cái này bằng gỗ á nha. Dạ. Yeah. Ngày xưa anh làm anh chơi á bằng gỗ, xong với sau này mấy thằng em mấy thằng đồ đem cháu rồi nó sợ sử dụng, nó đem tới cho mình kêu chú Hải ơi làm ơn thay giùm con cái này. Anh vẫn thay được luôn. Dạ. Gỗ nó bị mục hết luôn, anh vẫn thay được lại cái này bằng thí dụ thích sừng, thích gỗ mung, gỗ cắt gì cứ đưa cho anh làm vô hết. Trời. Quá là khéo tay luôn. Anh phát hiện ra mình khéo tay từ khi nào anh? Hồi đó nhỏ ngày đó. ngày nhỏ thì anh làm quảng cáo, anh vẽ vời đẹp lắm. Dạ. Nên anh đã khéo tay từ nhỏ rồi. Dạ. Anh làm được hết tủ bàn ghế hồi xưa, tủ bàn ghế thì anh đóng được hết. Anh làm ngày xưa anh đi làm công làm nhà rường cho người ta luôn, anh làm thợ đục đẽo đó. Dạ. Đó nên anh biết là cái khả năng mình làm được hết, anh nhìn vô nói ok cái này làm được, quá hay là anh nhận. Thật sự là quá hay. Ngày xưa anh Hải nói là làm quảng cáo, các bạn thì các bạn biết là những cái bản quảng cáo mà bây giờ giới trẻ hay đi sưu tầm lại những cái bản mà tiệm cà phê năm 1940 mấy cái kiểu đúng mà rồi, nó cổ rồi. Điển như vậy để làm những cái quán cà phê nó vintage á. Thì đó là ngày xưa là những cái thợ quảng cáo là người ta toàn vẽ tay không hết. Chứ đâu có như bây giờ mà đưa vô máy rồi in rồi sai bao nhiêu khổ bao nhiêu cũng có đâu đó. Rồi kể cả cái nhà này thì ngoài cái thợ xây á, do là không có sức khỏe nhiều việc quá cho nên là chỉ thuê thợ xây thôi, chứ còn thiết kế rồi điện nước vẽ này nọ các thứ là anh Hải làm hết, công nhận giỏi thiệt. Rồi đó ha, nướng bánh pizza cho mọi người ăn á, qua bàn tay một bàn tay mình là làm được hết luôn ha anh. Nhưng mà anh nghĩ này là phải có khiếu dữ lắm, mình bàn tay là khéo léo là một cái đầu óc của mình cũng phải hệ thống được, phải bố cục được như thế nào như thế nào. Hồi xưa anh làm này bằng anh đưa bằng cái rễ mai vô. Yeah. Xong cái thằng cháu ở Long Thành nó đưa, nó kêu chú Hải ơi chú lộng cho con cái này nọ kia được không, chú nó được. Yeah. Anh tự lộng ra anh đưa vô. Quá hay luôn. Đó, à, đó cái này là bằng rễ mai đó, cái lụm này cũng cả không, cái lụm này mới cái lụm cả chục năm trước kìa, cái lụm vước á này cái mình. Tất nhiên các bạn, thời bây giờ á thì mọi người hay nói về cái việc mà mọi người hay nói là vấn đề về gọi là đánh bắt gì đó, thì theo mình á những cái kiểu đánh bắt mà nó vô tội vạ như bây giờ mà nó bẫy keo nè, rồi giăng lưới nè thì nó rất là phản cảm ha. Tuy nhiên cái này á thì cái hình thức này nó cũng không phải dễ ăn, không phải chèo là ăn đâu nha các bạn. Thì nó y như đi câu cá vậy đó. Kiên nhẫn, bình tĩnh, chờ thời cơ, rồi huấn luyện chiến binh, rồi tất cả một cái nó là cả một cái môn nghệ thuật luôn. Đó, thì đây là một cái công cụ, thì các bạn hình dung đây nó giống như là một cái cần câu đi, nó giống giống vậy đó. Đó.
Và cả một nghệ thuật rất là khó để mà dụ được con chim nó tới ha các bạn ha, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó. Thì đây là cách sử dụng ha. Đây đầu tiên cái lợp nó vô là vậy. Giờ chúng ta đi, ví dụ như chúng ta biết cái vùng đó có chim nó hay hay, thì chúng ta khi có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta đầu tiên là phải có một cái bạn gọi là chim mồi, tức là phải kêu cho dữ anh ha, để kéo người về. Đó, kéo tụi khác về, tụi này á, tụi chim này cái tính lãnh thổ nó cũng cao lắm. Cái vùng đó có con chim đó, mình đem chim khác vô nó kêu kêu là nó nghe ngứa cái lỗ tai, nó tới nó kiếm chuyện rồi. Đó, thì chúng ta sẽ bỏ một bạn chim mồi vô đây. Thì với điều kiện là bạn này phải kêu cho nó dữ và phải dạn dĩ, phải cái nết phải chịu đá, thấy con chim kia là phải xè 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 ra dụ nó xuống bật co. Đó thì chúng ta sẽ gỡ chỗ này ra nè. Ở đây nó có cái lẫy nè, cái khất nè. Đó, chúng ta chỉ cần đưa vô thôi. Đó là nó sẽ dính vô đây. Thì khi con chim nó tới nào, thấy con chim ở đây nó nhảy xuống đây nó đá, sập xuống đây một cái là sập liền. Rồi. Lúc đó mình tới mình gỡ thôi. Trong quá trình mà anh đi gọi là đi chơi đặt bẫy này, có cái tìm được một cái con nào dữ không, mà chiến binh nào dữ không? Có nhiều chứ em, nhiều luôn, rất nhiều. Mà bây giờ á, anh mới vừa đi trên Đắk Lắk về, anh bẫy con chim trời đất á. Dạ. Nó cũng nhìn lãnh thổ cũng đá. Anh hôm vừa rồi anh đi coi cho vui vậy đó. Dạ. Anh cũng bắt được, bắt xong rồi anh cũng thả. Dạ. Chứ anh không có đem về, anh chỉ theo cái đam mê. Đam mê mình, thôi. Dạ. Mình để anh post cái clip đó cho em đưa lên cái clip mà anh bắt được con chim đó xong rồi là thả ra. Trời quá hay luôn, okay. Tuyệt vời, để anh ẹp vô đây luôn. Ok. Quá hay luôn. Thì đó bạn, nói chung đây là một cái thú vui, một cái thú đam mê mà nó bản thân mình cũng phải có rất là nhiều cái kỹ năng ha, phải canh thời điểm rồi treo lên. Rồi có con chim nào độc không anh, trong quá trình anh đi mà bẫy có con chim nào nó độc lạ mà anh ấn tượng luôn? Anh thì không có bắt được. Yeah. Nhưng mà có mấy thằng em á, nó đi chung nó bắt được những con chim màu, chim đồ đẹp lắm. Yeah. Như nó đi chung với mình xuống Vĩnh Long, nó dắt xuống nhà đó đấy. Nó kêu xuống dưới chơi thì mình cũng đứng mình chơi thôi. Nó bắt được con chim màu sô-cô-la đẹp lắm. Dạ. Cực kỳ đẹp luôn mà anh cả đời không thấy, không gặp. Hình như là cái đó cũng phải tùy duyên á. Đúng rồi. Có nhiều người cái tay hay lắm, treo lên. Thì quá trình chơi cái bộ môn này rồi đi đặt lập đồ anh, thì có cái kinh nghiệm nào không anh? Có kinh nghiệm nào để kinh nghiệm thì có nhiều á. Dạ. Nhiều người đi chơi như vậy người ta rất là nhiều kinh nghiệm. Yeah. Để chỗ nào con chim nó dễ dính, dễ đồ vậy đó. Yeah. Như hồi vừa rồi thì anh đi với lại cái hội chim cu á. Yeah. Đông lắm, cũng 50-60 người á, lên trên Đắk Lắk là kiểu như giao lưu vậy đó. Yeah. Thì anh bắt được chim nhưng mà anh cũng bắt thả. Yeah. Tại vì lên trên dạng như giao lưu vậy đó, chứ anh không có. Nói chung là mình muốn trải nghiệm cái đam mê mình thôi, những cái suy nghĩ đồ này nọ của mình nó đúng không? Chứ cũng mình thì giống như anh Hải nãy có chia sẻ các bạn, hồi xưa anh nuôi những cái con chim như là than chớp lửa đồ rất là nhiều luôn, nhưng mà công việc thì thứ nhất là đam mê cũng nhiều mà công việc cũng nhiều, cho nên là mới tặng cho rồi đưa cho anh em đồ này nọ nuôi hết, giữ là một bạn ốc bích thôi. Chứ còn lúc trước thì cũng full luôn ha. Nhưng mà được cái con chim mà nó dính vô cái lợp này nó không bị thương. Đúng rồi. Nó không bị thương ha các bạn ha. Ví dụ như con cá mà nó bị câu trúng thì nó cái mỏ nó cũng còn bị gắt chút đỉnh. Đúng chứ rồi. Còn cái này thì là hoàn toàn không bị thương. Không có bị gãy xương vai hay là gãy xương chân hay gì cả. Đó, cái này nó ập xuống là nó nằm trong đây thôi. Thì đó giống như trường hợp của anh Hải thì anh chỉ muốn thử thôi. Thử coi những cái suy nghĩ của mình nó có run đúng hay cái đó hay không, và anh coi cái độ nhạy của cái sản phẩm đồ này nọ các thứ đó. Thì khi mà bạn chim nếu mà dính vô đây thì anh tới anh cũng thả ra, thì mình sẽ anh Hải anh sẽ chia sẻ các clip đó, mình sẽ add vô cho các bạn coi ha. À, còn chúng ta có thể custom theo ý mình, như như này là cái rễ mai, còn như bên này là cái sừng trâu đó. Quá đẹp. Thường anh đi là mình đi xa xa ha, đi mấy vùng xa xa chơi. Đi dạng bây giờ là mình đi giao lưu với lại tỉnh khác thì kia, người ta mời mình thì mình qua mình
mình giao lưu chơi kiểu như cũng vô rừng coi chim coi đồ vậy thôi. Yeah. Coi bên đó người ta chơi chim cu thì mình cũng đi theo hội cu, hội đồ mình học hỏi, mình không chơi cu rành. Yeah. Thì mình đi theo cu, cu trên em nhiều lắm. Đúng rồi em. Nhưng mà những nghệ nhân chơi cu á, bây giờ người ta thích vô rừng tìm những con giọng 2, giọng 3, giọng như thế nào đó, người ta khoái lắm. Nên anh cũng theo anh nghiên cứu thử. Mà theo cái bánh chim cu á, phê lắm, mạnh lắm. Đúng rồi. Trèo rừng, nổi suối, tùm lum hết, phê lắm. Đúng rồi. Phải đi vô sâu hay sao? Đúng rồi, đúng rồi, sâu lắm em. Mà dốc đồi, dốc cao vậy. Đi đi một mà trời mưa tí xíu là đi ở trong rừng luôn á. Yeah. Ra không được đâu á, khổ lắm. Đi theo... nếu vậy là phải đem đồ ăn theo chắc có đem đồ ăn theo, ngủ đêm trong rừng luôn quá. Tùy theo, thí dụ mà mưa quá phải không ra được đâu, tuột tuột xe chết á, tại dốc cao vậy mà đất đỏ không á. À, ý là vẫn đi xe máy rồi. Đúng nhưng rồi, mà nó kiểu lầy lội chở đôi không có được, thấy mọi người một chiếc thôi. Yeah. Mọi người một chiếc chạy vô mà nó trợt ghê lắm. Anh thấy bữa hổm anh thấy anh sợ luôn á. Nhưng mà cũng thú vị anh ha. Thú vị. Bởi vậy bữa anh ở ngoài, phía ngoài ngoài anh quýnh chè đất thôi. Quýnh chè đất với ngày em. Chè đất cũng hay à. Đúng rồi. Sung á. Chè đất sung mà sung đẹp lắm. Trời ở ngoài nó nhảy đẹp lắm. À đúng rồi, nó múa được cái nó múa dữ, đẹp. Múa dữ hơn than nữa mà. Ok. Con than thì nó háo chiến hơn. Chụp hay chụp vô dính liền. À. Ít khi nào mà ăn than trật lắm, mà con chè đất là nó dờn nhiều hơn, dờn ngoài nhiều hơn. Nhảy lên nhảy xuống nó đánh hơn. Chứ nó không hung dữ mà ăn than, than hung dữ lắm. Dạ. Bắn vô ngay cái lụp luôn á. Mấy ăn than hung dữ. Đúng rồi ăn than nó đánh chết con mì của em luôn. Nó bài nó chụp con mì xong rồi trên cái chuồng chim hai con rớt vô luôn nè. Anh dữ lắm. Lửa thì khỏi nói, lửa chơi không nổi ăn than, lửa ăn than đá cái chạch cái cắn. Chạy luôn. Con than thì để cái độ mà giành lãnh thổ nhiều hơn thì nó bị cái vấn đề mà tuyệt chủng nhiều. Con cá thôi, thấy chưa? Con cá. Cực kỳ đa tài luôn, môn nào cũng rất là dữ luôn. Chị đi theo mà. Chị đi theo. Hai vợ chồng anh chị là cũng vui ha. Như là anh làm gì chị cũng ủng hộ hết, chị đi theo. Dạ, quá vui vẻ luôn. À anh quên nữa, nãy em quay cái vụ vẹt á, em quên hỏi cái này, quên cái ý đó. Ví dụ như em thấy là ví dụ như để luyện con vẹt nó nói á, thì người ta có sử dụng cái thiết bị gọi là cái máy phát tiếng. Okay. Thì giữa cái đó với lại cái mình ngồi mình chơi trực tiếp với bé nó nói chỉ trực tiếp đó, cái nào tốt hơn anh? Cái con vẹt nó tương tác với người á. Dạ. Tốt hơn, còn cái máy nó giống như là một cái gì đó nó coi nó con vẹt nó không có thích. Dạ. Nên nó tiếp thu ít lắm. Dạ. Nhiều khi có con không tiếp thu luôn á. À. Nó chỉ tương tác với con người thôi. Yeah. Nó thấy chủ nó về nó mừng, nó biết mừng, nó chạy quấn quýt nó chạy theo á. Yeah. Tại hôm nay không có bé con anh ở nhà, có bé con anh ở nhà nó thả vẹt ra, vẹt vô buồn nằm chung luôn á. Chơi chung quá dễ thương người ta. Vậy là thật ra cái tiếng nói nó cũng không quan trọng lắm, mà quan trọng là cái tâm đúng không? Đúng cái rồi, tâm đúng. Nó phải cảm nhận được nữa. Nó biết đó là người, nó giống con chó vậy, biết được người chủ mình thương mình như thế nào đi theo. Dạ. Con vẹt nó cũng giống vậy đó. Khùng. Thì em nghe nói vẹt là có những con mà được đánh giá như đứa trẻ 5-6 tuổi mà. Đúng rồi. Đang nói nữa. Đây nha các bạn, một cái những cái tác phẩm này là chính tay anh làm từ cộng kẽm đầu tiên luôn. Anh, giờ ví dụ như cái lập này anh có thể chia sẻ với em là cái bước đầu tiên rồi lên cái khung hình như thế nào anh? Bước đầu tiên á, để anh, bước đầu tiên là anh bẻ inox, anh hàn ra cái này nè, anh tự hàn luôn á. À, đó, đầu tiên là có cái khung này trước. Đó, anh bẻ từ từ cái anh hàn cái này lên. Dạ. Đó, anh hàn lên dày bắt đầu cái anh mới... Này. Đúng từ rồi. Bắt đầu từ cái này xong bắt đầu từng cộng kẽm tới khung vàng này nè, đúng không anh? Đúng rồi. Tới em. Khung vàng này. Còn đúng. Cái này là ở đầu mới đưa đan vô. Cực kỳ khéo tay luôn nha các bạn. Quá đẹp.
Rồi ok các bạn, chia sẻ với các bạn thêm một cái gọi là một cái tài khéo léo của anh Hải nữa ha. Nhưng mà cái độ khéo léo nó chưa dừng ở đây đâu, vẫn còn nữa nha các bạn. Coi như là cực kỳ đam mê luôn. Thì giống như mình có chia sẻ đó. Đó thì tiếp theo nữa là còn đây là chuẩn bị cắt một cái hồ kiến và tự dán luôn nha, chứ không phải đi ra ngoài mua. Đó, sẽ tự dán tự ráp hồ luôn. Thì tất cả những cái đồ chơi đồ trong nhà này tự anh Hải anh thao tác hết luôn các bạn. Mà mình thì mình thấy vậy á, đa số những cái người giỏi á, những cái nghệ nhân giỏi á, người ta toàn là ra từ cái đam mê không à. Từ cái đam mê xong bắt đầu muốn tự tay mình làm á, từ những cái đầu tiên rồi rút kinh nghiệm á, cuối cùng là ra những cái tác phẩm rất là xịn sò luôn. Thì đó, thì cái này cũng xuất phát từ cái ban đầu là anh mua đồ chợ anh xài, anh thấy không vừa ý đầu anh mới cải biên. Anh cải biên lên từ từ thấy vậy chứ mấy chục năm rồi anh ha. Đúng rồi, tính từ cái ngày mà bắt đầu tới giờ cũng nãy nói là 20 mấy năm. Quá là lâu luôn. Và cái thương hiệu nó cũng đã được rất là nhiều người tin dùng. Mà cái này nó giống như là một cái hàng sưu tầm luôn rồi các bạn. Tại vì nó chênh lệch rất là nhiều so với hàng chợ. Đúng rồi. Về cái giá trị mà chúng ta nhìn vô là chúng ta cũng thấy cái sự khác biệt liền rồi ha. Như mình nhìn vô một cái là mình thấy rất là khác biệt rồi. Từ từng cái chất liệu, từng cái đường nét tỉ mỉ như thế này. Ok rồi các bạn. Chúc mọi người xem clip vui vẻ ha, và thật nhiều sức khỏe. Nếu mà có thắc mắc gì này nọ các thứ thì có thể comment bên dưới rồi hỏi thăm thông tin anh Hải gì, để anh Hải có hướng dẫn hay tư vấn gì đó thì cứ comment bên dưới mình sẽ giới thiệu tới các bạn ha. Bye bye.